Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 82 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Các bạn nhớ để lại bình luận, cảm xúc để tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 23. Thanh Bình nổi gió. Tây Lương Mạt nhìn một cành mai vàng nhạt trong tay mình, bỗng nhiên như có chút suy nghĩ giao cho Bạch Chân ở bên cạnh, rồi mới thúc ngựa đuổi theo Bách Lý Thanh. Khi Tây Lương Mạt đuổi kịp Bách Lý Thanh liếc nhìn qua tay Tây Lương Mạt, không nhìn thấy trên tay nàng có cái gì, mới làm ra vẻ như vừa rồi không có chuyện gì. Lạnh nhạt nói, lát nữa, ngươi đi cùng ta, gặp Trinh Nguyên. Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ của hắn, cười nói, thôi đừng. Ta là cái bình giấm chua lớn đấy, miễn cho mùi giấm chua trong bình của ta bay ra 3.000 dặm, ngươi nên đi một mình thôi. Bách Lý Thanh không một chút biểu cảm liếc nhìn nàng một cái, cười cười rồi không nói gì nữa. Đám thân tín ở bên cạnh thì đồng loạt mỉm cười, tiểu thắng tử không nhịn được, cười trộm ra tiếng, phu nhân là đang mỉa mai Thiên Tuế Gia mà. Vậy mà Thiên Tuế Gia còn chịu chấp nhận, thật đúng là thú vị. Nhưng còn chưa cười xong, không biết cái gì đã bay vào miệng. Còn đang há ra nửa vời của hắn, gương mặt trắng nõn bị nghẹn đến đỏ bừng. Bách Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, cười khó nghe chết đi được. Sau đó hắn thúc ngựa đi đầu, đám thị vệ khác lập tức đuổi theo. Tây Lương Mạt vỗ vỗ tiểu thắng tử an ủi, cười khẽ một tiếng rồi cũng thúc ngựa đi theo. Để lại một mình tiểu thắng tử nằm dạp trên ngựa, nước mắt lưng tròng, dùng sức phun ra một đóa hoa từ cổ họng. Thì ra, không biết từ khi nào Bách Lý Thanh đã tiện tay xé rất nhiều đóa hoa mai vàng xuống, bóp thành một nắm, dùng nội lực nhét vào trong miệng hắn. Tiểu thắng tử vừa phun hoa vừa rưng rưng ấm ức cực kỳ, Thiên Tuế Gia ghen tuông rồi biến hắn thành đối tượng chút giận. Hắn chưa bao giờ thích hoa mai cả. Chát chết đi được. Tây Lương Mạt dục ngựa đuổi theo Bách Lý Thanh cười cười nói, mấy ngày nay hai chúng ta luôn ở trong cung. Lạc Nhi ở trong phủ có lẽ rất buồn chán rồi. Ta đã hứa nếu hắn ngoan ngoãn ở nhà không gây chuyện thì sẽ dẫn hắn đến chợ bán chim. Lát nữa ngươi đi ứng phó với Trinh Nguyên đi. Bách Lý Thanh nghe vậy đành ừ một tiếng, sau đó lại nói, ngươi về Tóc Ngọc Cung một chuyến trước, ta có mấy món đồ chơi, ngươi mang về cho Lạc Nhi. Tây Lương Mạt nhớ ra trong cung thật sự có rất nhiều món đồ chơi do người Tây Địch đưa tới. Tây Địch ven biển có qua lại với người phương Tây, người Nhật Bản và người Nam Dương, cho nên rất nhiều thứ mới lạ, không ít thứ được trẻ con yêu thích, cho nên nàng gật đầu đồng ý. Về tới trong cung, Bách Lý Thanh bảo nàng ở lại chờ người chuyển đồ tới rồi đi thẳng tới Thái Cực Điện. Tây Lương Mạt ở trong điện chờ một lúc mới trông thấy Liên Công Công dẫn mấy nội thị tới. Trong tay bọn họ là một cái hòm dài đến 1 mét. Thấy Tây Lương Mạt thì đồng loạt cung kính hành lễ. Tây Lương Mạt khoát tay ý bảo bọn họ không cần đa lễ, sau đó tiến lên xem xét cái hòm một lúc. Quả nhiên, đều là những con rối, kính phương Tây, búp bê gỗ mới lạ và một số đồ chơi thú vị tinh xảo khác. Có thể thấy lúc trước, Bách Lý Thanh đã rất cẩn thận chọn ra những thứ này. Nàng cười khẽ, trong lòng hắn có lẽ Lạc Nhi vĩnh viễn là ca ca, cho dù Lạc Nhi ngốc nghếch như trẻ con. Đúng rồi, Thiên Tuế Gia nói có vài thứ muốn ngài mang về. Liên Công Công mỉm cười nói. Tây Lương Mạt ngẩn ra, cái gì vậy? Liên Công Công xoay người dẫn Tây Lương Mạt tới thiền điện của Tốc Ngọc Điện, ra hiệu với người coi cửa điện, phu nhân mời. Nói xong hai tiểu nội giám tiến lên đẩy cửa ra. Tây Lương Mạt nghi hoặc quay sang rồi bỗng chốc giật mình, ngạc nhiên nhìn thứ ở trong. Đây là từng đóa hoa mai ngũ sắc nở đầy trong phòng, hương thơm ùa vào mũi. Tây Lương Mạn khó tin nhìn những bông hoa mai nở rực rỡ kia, một lúc sau mới lắp bắp nói, ở đây sao lại nhiều hoa mai thế này, rõ ràng đã là mùa xuân rồi. Nàng đi vào trong biển mai đó, không nhịn được vươn tay vuốt những cánh hoa mai ngũ sắc mềm mại, từng cánh hoa nở căng tràn, xếp đầy trên đầu như mây, làm cho người ta say mê. Liên Công Công cười nói, những cây mai này, trước kia Thiên Tuế Gia đã sai người trồng ở Đông Sơn từ lâu, vì Đông Sơn cao nên đỉnh núi rất lạnh. Nay chỉ còn những gốc mai ngũ sắc này còn nở, Thiên Tuế Gia sai người đưa xuống, lát nữa để ngài mang về trong phủ. Không cô gái nào nhận được một món quà thế này lại không vui vẻ, khóe môi Tây Lương Mạt bất giác nhếch lên thì thầm như tự nói. Người này đúng thật là xa xỉ, ra tay hào phóng thế này quả là phong cách của Cửu Thiên Tuế. Liên Công Công bỗng nhiên ho khan vài tiếng. Thiên Tuế còn có mấy câu muốn gửi tới phu nhân. Gửi lời.
Tây Lương Mạn lấy một đóa hoa mai đặt ở dưới mũi người, hơi nhớn mày nói, nói cái gì? Liên Công Công lại ho khan vài tiếng, dùng nắm tay che môi nói, Thiên Tế Gia nói, phu nhân đừng có hạn hẹp kiến thức, thận nhận lấy mấy thứ rẻ tiền của mấy tên keo kiệt, không phù hợp với thân phận khí độ, muốn nhận cũng phải nhận thứ như Thiên Tuế Gia tặng mới xứng với phu nhân. Tây Lương Mạt sửng sốt rồi bật cười ha ha, cái bình giấm này. Đại hồ ly của nàng đôi khi hay ngượng ngùng lại thú vị chết thì được, hoàn toàn không hợp với cái mặt nạ âm u mù mịt, tàn nhẫn đầy mưu kế, âm độc chua ngoa của hắn thường ngày chút nào. Liên Công Công cũng mỉm cười nói, phu nhân vui là được. Nói xong lại sai tiểu nội thị bên cạnh dẫn người tới khiêng những thứ kia về phủ Thiên Tuế. Lại nói tới bên này, Bách Lý Thanh nghe Liên Công Công phái người tới bẩm báo phản ứng của Tây Lương Mạt sau khi nhìn thấy mai ngũ sắc đầy điện, khóe môi tinh xảo hiện lên nụ cười hài lòng, sau đó chậm chậm vào nội điện. Trinh Nguyên công chúa đã chờ ở trong điện từ lâu, thấy Bách Lý Thanh tiến vào đang định đứng dậy, lại đột nhiên nhìn thấy nụ cười dịu dàng nhạt như sương mai chưa kịp tan biến trên mặt hắn. Trong một giây hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng như mây trôi qua biển xanh thăm thẳm, chốc lát đã làm nét mặt tinh xảo nhưng quá lạnh giá của hắn mềm mại hơn nhiều, làm cho Trinh Nguyên nhớ tới khi ánh trăng thản nhiên chiếu xuống, những gợn sóng màu bạc trên biển sâu thần bí và mù mịt, cắn nuốt vô số mạng người, hải dương xinh đẹp và mê người, đủ để mê hoặc được những thủy thủ có kinh nghiệm nhất. Trái tim nàng có một thoáng hít thở không thông, si mê nhìn gương mặt Bách Lý Thanh. Nhưng ngay sau đó, Bách Lý Thanh thu hồi tất cả vẻ đẹp điềm tĩnh này, chỉ để lại ánh mắt sắc bén, làm cho Trinh Nguyên dùng mình một cái, không dám ngẩng đầu nữa. Vài tiểu thái giám mỹ mạo tiến lên lưu loát dọn xong gối, dựa trên chủ vị, một người thuần thục quỳ xuống đất, lấy lưng làm bàn. Một người khác thì cung kính đặt chén trà lên lưng người kia, hai người khác giúp Bách Lý Thanh kéo vạt áo hầu hạ hắn ngồi xuống. Bách Lý Thanh nhấp một ngụm trà rồi mới lạnh nhạt liếc nhìn Trinh Nguyên công chúa nói. Nói. Trinh Nguyên nghe vậy thì thầm than trong lòng, quá ngắn gọn lưu loát, không chút bồng vo, cao cao tại thượng. Nam nhân này rốt cuộc vẫn lạnh lùng tàn nhẫn như thế. Có điều lúc này không phải lúc để nàng xuân thương thu buồn. Có một số việc còn cần nàng dùng hết 12 vạn phần tinh thần. Thiên Tuế Gia, ta đến thực hiện lời hứa với ngài lúc trước. Trinh Nguyên lấy tinh thần nhìn về phía Bách Lý Thanh nói. Bách Lý Thanh hướng tầm mắt xuống liếc nhìn nàng ta, trong giọng nói lạnh nhạt không nghe ra vui giận. Bản tọa còn tưởng ngươi đã quên chuyện này. Trinh Nguyên không dám quên. Trinh Nguyên công chúa đứng một bên, không kiêu không nịnh nói. Bách Lý Thanh cúi đầu dùng ngón tay út bảo vệ móng khảm hoa ruby, gẩy lá trà trong chén, khẽ nhếch khóe môi tinh xảo. Bản tọa dễ dàng đồng ý với điều kiện của Bách Lý Hách Vân như thế, cũng không ngăn cản hắn về nước, do đó có một phần công lao của ngươi, nếu ngươi không thể cho bản tọa một đáp án vừa lòng. Bách Lý Thanh khẽ nở nụ cười, ánh mắt âm u nhất liếc nhìn làn da của Trinh Nguyên một cái, không nói gì. Nhưng trong nháy mắt đó, Trinh Nguyên chỉ cảm thấy như có một bàn tay lạnh như băng đang vuốt về làn da của mình, nhưng cái vuốt ve này lại làm cho nàng dùng mình một cái. Nàng ta lẳng lặng lùi một bước, nhẹ giọng nói, Thiên Tuế Gia, chỗ Trinh Nguyên tuy không có thuyền pháo phương Tây kiểu mới mà ngài muốn, nhưng có bản vẽ của thuyền pháo phương Tây, ngay cả hỏa pháo trên thuyền ta cũng có. Về hạt giống 1 năm 3 vụ, ta có vài loại hạt cốc, nhưng cần phương pháp đặc biệt để gieo trồng, nếu không không khác gì hạt giống bình thường. Nói xong, nàng ta lấy một tờ giấy trong tay áo ra. Cuối cùng Bách Lý Thanh cũng nâng tầm mắt lên liếc nhìn tiểu thắng tử hầu hạ bên cạnh. Tiểu thắng tử lập tức tiến lên nhận lấy bản vẽ, cùng một đại thái giám khác, dương ra trước mặt Bách Lý Thanh. Một tờ giấy mỏng manh, vậy mà bị đám tiểu thắng tử trải thành bản vẽ cao ngang người, điều này làm cho tiểu thắng tử cũng phải mở to mắt. Ngược lại, Bách Lý Thanh không hề có vẻ kinh ngạc, giấy để vẽ bản vẽ này chính là loại giấy đáng giá ngàn vàng của Phượng Gia, mỏng như cánh ve. Hắn cười khẩy nhìn về phía Trinh Nguyên. Xem ra, quan hệ giữa Phượng Gia và ngươi, hoặc nên nói là quan hệ với người Tây địch quả là không tệ. Sắc mặt Trinh Nguyên tái nhợt, nàng đã quên, có thứ gì tốt mà Bách Lý Thanh chưa từng dùng. Hơn nữa, Phong Lộ Các xảy ra chuyện lần trước, cũng thuộc sản nghiệp của Phượng Gia. Này Bách Lý Thanh nhìn có vẻ không có bất cứ hành động gì đối với Phượng Gia, cũng khó nói chắc có phải hắn đã theo dõi Phượng Gia hay chưa. Khi Trinh Nguyên còn đang lo sợ bất an, ánh mắt Bách Lý Thanh đã dừng trên bản vẽ xem xét kỹ càng. Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, làm cho Trinh Nguyên có một loại cảm giác bất an. Đây đúng là bản vẽ thuyền, còn bản vẽ hỏa pháo và hạt giống đâu?
Bách Lý Thành khoát tay, hạ nhân lập tức thu bản vẽ lại. Trinh Nguyên cắn khóe môi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý Thanh. Trước khi giao toàn bộ cho ngài, ta hy vọng ngài có thể hứa với ta một chuyện. Bách Lý Thanh nhíu mày, khẽ nở nụ cười, giọng nói lạnh nhạt. À, nói thử xem. Trinh Nguyên cắn môi, lấy thêm dũng khí tiếp tục nói. Ngài phải hứa với ta, sẽ giết Minh Hiếu Thái Hậu, người của ta ở Tây Địch sẽ tiếp ứng cho người của ngài. Bách Lý Thanh nghe vậy nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Giết Minh Hiếu Thái Hậu, để hiệp ước lần này tan thành bọt biển à? Để vạn tọa đoán xem. Nếu nói ngươi oán hận Minh Hiếu, chi bằng nói ngươi oán hận Tây Địch, hơn nữa còn có liên quan với mấy tên vương gia Tây Địch phản loạn trước kia, phải không? Trinh Nguyên ngẩn ra, trong lòng chĩu xuống. Nàng không ngờ Bách Lý Thanh lại biết nhiều đến vậy. Nhưng mà, nàng nhìn về phía Bách Lý Thanh thản nhiên cười. Đúng vậy, ta chán ghét Tây Địch, chán ghét mà giả ti tiện Minh Hiếu, chán ghét Bách Lý Hách Vân luôn luôn cao cao tại thượng. Đối với người mà ngươi chán ghét và căm hận nhất, trả thù tốt nhất chính là hủy diệt thứ bọn chúng quan trọng. Ta rất muốn nhìn thấy bọn chúng trở thành nô lệ mất nước. Chuyện Bách Lý Hách Vân mắc chứng tiêu huyết chỉ có rất ít thân tín mới biết, ngay cả Tây Lương Mạt cũng chỉ là vô tình phát hiện, cho nên Trinh Nguyên không biết được. Bách Lý Thanh nhìn Trinh Nguyên, ánh mắt âm trầm, hắn cười giễu cợt một tiếng. Nhất là nhìn thấy bọn chúng thảm hại quỳ gối trước mặt Ninh Vương Phi là ngươi phải không? Trinh Nguyên thấy đã nói thẳng thắn, đương nhiên không e dè mà trực tiếp thừa nhận. Đúng vậy. Bách Lý Thanh mỉa mai nói, ngươi không sợ, ngươi không có chỗ dựa vững chắc, địa vị ở đây xuống dốc không phanh à? Đừng quên, tất cả thừa nhận và vinh hoa phú quý của ngươi có được là vì ngươi là công chúa Tây Địch. Nếu ngươi đã không còn là công chúa Tây Địch thì sẽ thế nào? Trinh Nguyên cúi đầu trầm giọng nói, nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước hắt đi, ta là Ninh Vương Phi, đương nhiên sẽ chỉ hướng về Ninh Vương. Ta tin rằng sẽ không ai làm Ninh Vương Phi tốt hơn ta. Ta sẽ phụ tá Ninh Vương trở thành trợ thủ tốt nhất của ngài. Bách Lý Thanh mỉa mai nói, thật không? Một Ninh Vương Phi thông minh bụng dạ khó lường quả thật không làm người ta yên tâm bằng một Ninh Vương Phi vụng về đâu. Sắc mặt Trinh Nguyên tái nhợt, nàng ta cắn răng nói, ngài có thể không tin ta, nhưng ta hoàn toàn chân thành, huống hồ. Nàng dừng một chút nhìn về phía Bách Lý Thanh, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Cái khác Trinh Nguyên không biết, nhưng thiên hạ trong lòng Thiên Tuế gia có lẽ không chỉ nhỏ như thiên triều. Nếu không cũng sẽ không muốn thu mua những con thuyền này. Thiên triều là một nước lục địa, những con thuyền này cấu tạo khác với thuyền Viễn Dương. Nếu ngài chỉ muốn có quan hệ thương mại với người nước khác, thì sao lại chọn thuyền pháo đầu tiên? Ngài... Nàng cúi đầu tiếp tục nhẹ giọng nói, ngài là một quân chủ đủ tư cách khiến tất cả mọi người thần phục dưới chân ngài. Lời này vừa nói ra, bầu không khí ngưng trọng. Lại trong nháy mắt, tất cả thân tín phía sau Bách Lý Thanh đều hướng ánh mắt âm u tràn ngập sát khí về phía Trinh Nguyên. Bởi vì ai cũng biết ẩn ý trong lời nói của Trinh Nguyên, chứng tỏ nàng ta đã biết một số bí mật không nên biết. Trên gương mặt nhìn có vẻ hiền hòa của tiểu thắng tử, thoáng chốc che đầy sát ý và tàn nhẫn. Hắn liếm khóe môi cười lạnh, trong tay lặng lẽ xuất hiện một con dao nhỏ đặc biệt, trên lưỡi dao còn có răng cưa, cắt cổ lấy máu đặc biệt hiệu quả. Đám thái giám nhìn có vẻ khiêm tốn khác cũng lập tức đứng thẳng lên, trên gương mặt thanh tú lộ ra nụ cười dữ tợn, tay cũng lặng lẽ cầm lên một con dao hình thù đặc biệt. Bọn họ không cần biết vì sao chủ tử tức giận hoặc muốn giết ai, bọn họ giống như vũ khí trong tay Bách Lý Thanh, bình thường yên lặng cung kính, chỉ cần cảm nhận được cảm xúc của chủ tử thay đổi sẽ biến thành vũ khí của ác ma, không hỏi nguyên nhân, chỉ hút máu tươi. Loại sát ý này không hề che giấu làm cho Trinh Nguyên cảm thấy áp lực, giống như máu toàn thân đều bị đám người như ác quỷ đến từ địa ngục này đông cứng lại. Chỉ cần nàng nói ra những lời không nên nói, bọn họ sẽ nhào lên xé xách nàng thành vạn đoạn. Bách Lý Thanh nhìn vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi của Trinh Nguyên, trào phúng cười một tiếng, cúi đầu uống trà. Tiểu thắng tử khinh miệt liếc nhìn hai chân còn đang run run của nàng ta, trong lòng cười lạnh, lại mặt hàng này còn dám so với phu nhân. Người có biết những kẻ dám uy hiếp bản tọa có kết cục gì không? Khóe môi Bách Lý Thanh nhếch lên một độ cong tình xảo, liếc nhìn Trinh Nguyên đang gắng gượng đứng, không ngừng run rẩy. Nhưng không ngăn cản, tiểu thắng tử đang nhe răng cười, dẫn người chậm rãi tới gần Trinh Nguyên. Trinh Nguyên mím môi không ngừng lui về phía sau, đáy mắt đầy hoảng sợ, nghĩ mạo vào đầu óc của nàng giúp nàng luôn thuận lợi. Không ngờ sau khi gặp Bách Lý Thanh, tất cả vũ khí đều trở nên vô dụng, cho đến khi nàng không chịu nổi nữa, đột nhiên quỳ phịch xuống run rẩy nói, Thiên Tuế gia, không phải Trinh Nguyên muốn uy hiếp ngài, chỉ là, Trinh Nguyên cảm thấy việc này có lợi cho cả hai chúng ta mà thôi. Sau đó nàng bỗng như nhớ ra cái gì, ngẩng đầu nhìn Bách Lý Thanh cầu xin, Thiên Tuế gia, ngài không muốn biết lúc trước là ai đã hại mẫu thân ngài sao?
Bách Lý Thanh vốn đã thật sự có ý giết người, hắn không thèm quan tâm có phải Trinh Nguyên công chúa vừa mới gả tới đây hay không, dù sao chỉ là một nữ nhân mà thôi. Nói nàng ta mắc bạo bệnh mà chết hoặc gặp tai nạn chết sẽ chỉ khiến Tây Địch gả thêm một nữ nhân nữa tới. Nhưng Trinh Nguyên coi như còn thông minh, một câu này lập tức khiến tia lạnh trong mắt Bách Lý Thanh lóe lên. Hô Tiểu Thắng Tử dừng lại. Chờ chút. Tiểu Thắng Tử có chút tiếc nuối nhìn con dao bạc trên tay mình, khẽ thở dài một tiếng. Nhắc mới nhớ rất lâu rồi, hắn còn không lộ ra của ai. Trinh Nguyên lập tức thở ra một hơi. Một giây vừa rồi nàng sâu sắc cảm nhận được cái gì là sợ hãi, cũng hoàn toàn hiểu được nam nhân mỹ mạo như tiên trước mặt thật ra là một ma quỷ ăn thịt người đeo chiếc mặt nạ xinh đẹp. Vừa rồi hắn thật sự muốn giết nàng. Tất cả ảo tưởng đẹp đẽ đã bị đánh tan trong thoáng chốc, vừa một lần nữa tan nát cõi lòng, vừa sợ hãi vô biên vô hạn. Nói lúc này Bách Lý Thanh từ trên cao nhìn xuống Trinh Nguyên, hắn không còn tâm trạng mèo vờn chuột nữa, lạnh như băng mở miệng, giọng nói âm u, trên gương mặt khuynh quốc thoáng chốc phủ kín một tầng quỷ khí tanh máu, giống như yêu ma đến từ địa ngục đang mài chính móng vuốt của mình, chuẩn bị xé xác thứ vô hình nào đó bất cứ lúc nào. Trinh Nguyên lắc đầu, quỳ gục trên đất run run nói, Trinh Nguyên không có ý mạo phạm ngài, tuy Trinh Nguyên cũng không rõ lắm rốt cuộc kẻ nào đứng sau lưng hại chết Kim Ngọc công chúa, nhưng Trinh Nguyên từng ở Hải Thiên Cung, nghe thấy Minh Hiếu Thái Hậu nói về chuyện này với một người bí ẩn khác, dường như trong đó còn có khúc mắc. Năm đó trước khi Minh Hiếu xuất giá, vì tuổi xấp xỉ với Kim Ngọc công chúa nên tuy là cô cháu, nhưng tình như tỉ muội, tiện nhân Minh Hiếu kia có vẻ biết một số chuyện lúc trước. Bách Lý Thanh liếc nàng ta lạnh lùng, nhau mắt lại đầy nguy hiểm. Không biết sau bao lâu, đến khi Trinh Nguyên rốt cục nhìn thấy cánh cửa gỗ khắc hoa trước mặt mình mở ra lần nữa, trong một giây ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, nàng cảm thấy giống như đã qua mấy kiếp. Tiểu Thắng Tử đưa nàng ta ra ngoài cửa, vừa dẫn đường phía trước vừa mở miệng một cách lạnh giá. Ngươi có biết hôm nay ngươi làm hỏng một cây quạt rất đẹp và làm không ít người mất hứng không? Trinh Nguyên khựng lại, vừa rồi Tiểu Thắng Tử nháy mắt biến từ một tiểu thái giám cung kính khéo léo đưa đẩy thành một con quỷ ăn thịt người đáng sợ, làm cho nàng ấn tượng quá sâu. Nàng lặng lẽ lùi về sau mấy bước. Trinh Nguyên không muốn làm ai mất hứng hết. Tiểu Thắng Tử nhìn mặt trời đỏ tươi ở phía chân trời, mặt không chút biểu cảm, xoay con dao mỏng như cánh ve trên tay mình. Người biết con dao này của chúng ta dùng để làm gì không? Trinh Nguyên lắc đầu miễn cưỡng nói, không biết. Nàng càng không biết vì sao Tiểu Thắng Tử bỗng nhiên dừng lại nói với nàng những lời này, nhưng tóm lại là cảm giác không tốt. Tiểu Thắng Tử sờ con dao trong tay, khẽ thở dài một tiếng. Con dao này lột ra người là nhanh nhất, từ cổ họng rạch một đường tinh tế, chiếc kim nhỏ ở trên mũi dao bật ra, luồn vào giữa da và thịt người, rồi mũi dao phun ra thủy ngân nặng hơn máu sẽ chậm rãi chia lìa thịt dính trên da. Cứ lặp đi lặp lại như thế, sẽ lấy được một miếng da người cực mỏng mà người kia còn không chết, thịt đỏ tươi toàn thân thậm chí còn đang run rẩy nữa. Trinh Nguyên nghe mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn, quần áo vốn đã ướt đẫm lại càng thêm ướt đến mức nàng gần như cảm thấy được mồ hôi nhỏ xuống từ trong áo. Ngươi, vì sao ngươi lại nói với ta cái này? Tiểu Thắng Tử bỗng nhiên quay mặt lại, trong mắt đầy hung tợn và máu tanh, bởi vì đã rất lâu chúng ta không dùng da người để chế tác đồ dùng, cứ tưởng hôm nay có được một tấm da đẹp để luyện tay. Muốn bóc được một tấm da người hoàn mỹ là một chuyện không dễ dàng đâu. Nếu không thường xuyên luyện tập, tay nghề sẽ bị thụt lùi. Hơn nữa nhất định Thiên Tuế gia cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc. Người nói xem, có phải ngươi rất đáng ghét hay không? Trinh Nguyên cắn môi, sắc mặt trắng bệch, nhưng không còn sức để lên tiếng nữa. Sau đó hắn bỗng nở nụ cười, vẫn là nụ cười đáng yêu vô tội đó, ra vẻ người như ác quỷ vừa rồi không phải hắn. À, đến cửa Tốc Ngọc Cung rồi, ngài đi bình tĩnh, nô tài còn phải đi hầu hạ Thiên Tuế gia. Thân thể Trinh Nguyên mềm nhũn, cố gắng đi ra bên ngoài. Khi đi qua Tiểu Thắng Tử, cảm giác giống như bị vô số ác quỷ nhìn chằm chằm, làm cho toàn thân nàng run lên, chỉ muốn nhanh chóng đi qua. Đột nhiên lại bị Tiểu Thắng Tử gọi lại. Đúng rồi, Ninh Vương Phi. Trinh Nguyên cứng đờ lại, thấy Tiểu Thắng Tử chuyển cho nàng một cái hộp, cười tủm tỉm nói, đúng rồi, đây là báo đáp của Thiên Tuế gia nhà chúng ta, cảm ơn ngài đã vô tư khai báo. Trinh Nguyên nào dám nhận, đang muốn từ chối nhưng không ngờ Tiểu Thắng Tử lạnh lùng thản nhiên nói, thật là đáng tiếc, có vẻ ngài không thích lắm, Thiên Tuế gia nhà chúng ta ghét nhất người khác không nhận tình cảm của mình. Giờ Trinh Nguyên mới miễn cưỡng nhận lấy, mở hộp ra,
Bên trong là một chiếc quạt cực kỳ xinh đẹp, vừa nhìn thấy đã biết là nét bút của danh gia. Mẫu đơn bên trên rất sống động, trên mặt quạt được khảm bảo thạch và trân châu xinh đẹp. Trinh Nguyên sửng sốt, còn có chút không dám tin. Thiết Tuế gia thế này là... Cây quạt xinh đẹp thế này vừa nhìn đã biết là giá trị xa xỉ. Nàng vươn tay sờ mặt quạt, không biết làm từ chất liệu gì, mà mặt quạt đó rất mềm mại, không giống giấy. Chất liệu hiếm thấy này làm cho mẫu đơn ở phía trên cực kỳ bắt mắt, giống như nở ra từ sâu trong cây quạt, cực kỳ diễm lệ. Rốt cuộc, Bách Lý Thanh tặng cho nàng làm gì? Nàng không cho rằng đây là vật tín ước giữa Bách Lý Thanh tặng cho nàng. Tiểu Thắng Tử nói lạnh như băng. Ninh Vương Phi, cho ngươi thì cầm đi, cần gì hỏi nhiều như thế? Tuy Trinh Nguyên rất nghi hoặc, nhưng vẫn cầm lấy cây quạt. Xoay người cúi mình với Tấp Ngọc Điện, rồi nhẹ giọng nói với Tiểu Thắng Tử. Nhờ công công thay ta nói lời cảm tạ với Thiên Tuế gia. Vẻ mỉa mai hiện lên từ đáy mắt của Tiểu Thắng Tử. Nào dám, vậy nô tài không tiễn Vương Phi nữa. Trinh Nguyên cầm chặt chiếc quạt rồi vội vàng đi ra khỏi Tấp Ngọc Điện. Nhưng mới đi không bao lâu, nàng bỗng nhớ tới cái gì, dừng bước, cầm chiếc quạt lên xem, cảm nhận cảm giác mềm mại dị thường đó. Rồi bỗng nhớ tới những lời Tiểu Thắng Tử nói, lập tức toàn thân như bị chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân. Chiếc quạt trong tay cũng rơi cạch xuống đất. Đây, cảm giác của quạt chính là da người. Còn có nan quạt kỳ lạ, tái nhợt như ngọc thạch này, đó là xương người được mài rũa kỹ càng. Tiểu Thắng Tử nhìn phản ứng của nàng ta, khinh miệt nhếch khóe môi. Chỉ bằng loại mặt hàng như ngươi mà cũng dám mơ tưởng đứng bên cạnh Thiên Tuế gia. Lần đầu tiên gặp Thiên Tuế gia, phu nhân không có thân phận địa vị như ngươi, nhưng mà chưa từng thấy phu nhân run một cái trước mặt Thiên Tuế gia. Ngay cả sát thần bị bộ nhìn quen giết chóc cũng không khỏi sợ hãi trước khí thế không giống con người của Thiên Tuế gia. Chỉ có phu nhân chưa bao giờ thật sự sợ hãi. Chỉ bằng điểm này đã khiến mọi người ở bên cạnh Thiên Tuế gia một thời gian tương đối dài như bọn hắn phải bội phục. Có thể vào mắt người soi mói còn tâm tình bất định như da, còn có thể khiến da nâng trong lòng bàn tay. Trước tiên thủ đoạn và tâm trí đã không giống người thường, không phải chỉ vì phu nhân là con gái của Lam Linh phu nhân mới làm được. Mà nữ nhân này lại dám sánh vai với phu nhân, thật sự không biết tự lượng sức mình, ngu xuẩn muốn chết. Tiểu Thắng Tử cười lạnh hai tiếng, xoay người lạnh lùng, bảo, đóng cửa. Nghe cửa lớn Tấp Ngọc Cung bị đóng sập lại, Trinh Nguyên nhìn chiếc quạt rơi trên mặt đất, trong lòng lạnh giá. Chiếc quạt chết chóc này vừa hoa lệ vừa đáng sợ như nam nhân kia, hoặc nên nói đây là một loại cảnh cáo của hắn với nàng. Có lẽ trò chơi mà nàng đề xuất ngay từ đầu không đơn giản như nàng tưởng tượng. Cho tới nay, có lẽ đã hoàn toàn không thể khống chế, chỉ là không biết đến kết quả cuối cùng sẽ là thế nào. Trinh Nguyên đột nhiên có chút hối hận, nhưng mà nàng cúi người nhặt chiếc quạt đó lên, run run đặt vào trong hộp, nhắm mắt hít hơi thật sâu. Nhưng mà tất cả đã bắt đầu rồi. Nàng không còn đường nào để quay đầu, cũng không có cách nào làm cho người đáng sợ đó quay đầu. Tì tì, Tây Lương Mạt vừa trở về phủ Thiên Tuế, một tiếng hô vui vẻ cùng một bóng người cao gầy mảnh khảnh lập tức nhào vào lòng nàng như chú chim nhỏ. Tây Lương Mạt bị đâm cho lùi lại vài bước, dùng thế thiên cân trụy mới đứng vững lại được. Nàng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, vuốt đầu thiếu niên trong lòng. Đứa bé này muốn đụng chết người à? Tuy tâm trí của Bách Lý Lạc vẫn dừng ở giai đoạn 6-7 tuổi ngây thơ, nhưng xương cốt thì không phải mới 6 tuổi, đương nhiên chính hắn cũng không biết. Thanh Nhi đâu? Bách Lý Lạc nhìn thấy Tây Lương Mạt theo bản năng, nhưng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc luôn hùng dữ với hắn, hiển nhiên làm Bách Lý Lạc hơi thất vọng. Hắn bĩu đôi môi hồng đào. Rõ ràng đã hứa sẽ trở về, Thanh Nhi thối. Tây Lương Mạt cười sười, xoa đầu hắn. Được rồi, đừng giận Thanh Nhi, hắn đang bận may quần áo cho Thẩm Thẩm nhà họ Vương rồi. May quần áo? Bách Lý Lạc có chút ngạc nhiên khó hiểu. Tây Lương Mạn lại cười hì nói, đúng vậy, áo lót của Thẩm Thẩm Vương gia, quần lót của Đại Nương Lưu gia và cả vài bó chân của bà Tần gia cách vách, lần này đều cần Thanh Nhi may, nếu không hắn lấy đâu ra tiền mua đồ ăn cho chúng ta, nuôi hai chúng ta. Bách Lý Lạc như chợt hiểu ra, muốn chạy ra ngoài. À, vậy sao? Ta biết rồi, áo lót của đại nương ở phòng bếp Thanh Nhi có phải may không? Giống như đại nương phòng bếp sẽ nhận tiền công ở chỗ Liên Công Công, ta cũng phải đi giúp Thanh Nhi. Liên Công Công ở bên nghe được mà không biết nói gì, vội vàng đứng ra tươi cười ngăn cản Bách Lý Lạc. Ngài đừng quan tâm, ra bận rộn xong sẽ trở về. Nói xong hắn nghiêng người, chỉ vào cái hòm mà người bên cạnh đang khiêng.
Ngài xem, ở đây có rất nhiều thứ khiến Thiên Tuế gia chuẩn bị cho ngài đấy. Bác Lý Lạc nhìn thoáng qua cái hòm, ánh mắt vui vẻ, nhưng rất nhanh quay sang nhìn về phía Tây Lương Mặt. Linh tỷ tỷ, ngươi nói sẽ dẫn ta đi chợ bán chim, nếu Lạc Nhi không cần những thứ này thì có thể đi chợ bán chim không? Tiểu Bạch nói nó rất cô đơn. Tây Lương Mạn nhíu mày nhìn về phía con chim béo với túm lông màu đỏ hoa lệ, không biết đã lười biếng nằm dựa vào bộ ngực lớn của Bạch Hà từ lúc nào. Con chim béo này mà cũng biết cô đơn à? Nghe nói chim chóc quanh đây bị ngủ một lượt cả rồi. Nhỏ đến chim sẻ, lớn đến diều hâu kền kền, thêm một con gà Tây béo hiếm thấy gần đây mới chuyển từ phương Tây tới. Con chim háo sắc này không biết kiêng kỵ là gì, bộ ngực của nha hoàn nhị đẳng Bạch Hà cũng thành cái ổ mới của nó. Nó có cô đơn gì đáng nói sao? Liên Công Công vội vàng cất cao giọng nói, phu nhân. Sau đó đưa mắt về phía Bách Lý Lạc đang mang vẻ mặt bé ngoan hiếu kỳ, tỏ vẻ nơi này có trẻ con. Quả nhiên Bách Lý Lạc tò mò hỏi, ngủ là cái gì? Giống như Tiểu Bạch luôn ngủ trên ngực Bạch Hà tỷ tỷ sao? Liên Công Công, hôm nay thời tiết rất thật là đẹp. Tây Lương Mặt, ta cũng thấy thế, chúng ta đi chợ bán chim thôi. Bách Lý Lạc nghe như vậy, lập tức như tất cả trẻ con được người lớn đồng ý, dẫn ra ngoài xem đèn lồng nguyên tiêu, hưng phấn hô lên, được, chúng ta đi thôi. Rời sự chú ý của trẻ con thành công, Liên Công Công và Tây Lương Mạn liếc nhìn nhau một cái, mỉm cười đi thay quần áo, rồi cùng Bách Lý Lạc đi chợ bán chim. Có điều không ai biết, cuộc dạo chợ lần này lại giống như gợi lên gợn sóng nho nhỏ trên mặt nước Thanh Bình, trở thành dấu mốc khiến thiên hạ biến đổi. Linh tỷ tỷ, wow, nhiều chim xinh đẹp quá. Bách Lý Lạc giống như tất cả những đứa trẻ con khác, có cảm giác thân thiết, đặc biệt đối với những con vật nhỏ. Chương 24. Cuộc dạo chợ náo động. Chạy chậm một chút. Tây Lương Mạt giơ tay áo kéo Bách Lý Lạc, miễn cho hắn đụng khắp nơi như thỏ con, lát nữa lại bỏ chạy không thấy tung tích. Chợ bán chim ở ngõ nhỏ Tam Nguyên này đông đúc như vậy bởi ban đầu nơi này chỉ là một chỗ bán chim chóc và mang chim tới triển lãm, là nơi mà người nuôi chim tụ tập. Thế nhưng sau đó, dần dần có các loại động vật, thậm chí còn có một ít đồ cổ, đồ thủ công cũng được mang đến đây bán. Cộng thêm rất nhiều tiểu thương đến từ dị quốc, hình thành một nơi buôn bán giao dịch rất lớn, đủ loại chim quý thú lạ và các loại động vật nhỏ. Nơi nhiều người đương nhiên nhiều chuyện, nơi này có không ít những chuyện lừa gạt, mặc dù có nha dịch của phủ Thuận Thiên tuần tra, nhưng những việc đó vẫn xảy ra tại những góc ngách tối tăm. Hơn nữa, ngõ Tam Nguyên này nhiều thành phần, không thiếu trộm cắp du côn, trẻ con và thiếu nữ bị lừa bán cũng không phải chưa từng xảy ra. Nữ tử Thiên Triều bị lừa bán đến phương Tây và Nam Dương làm nô lệ, hoặc đồ chơi cho quan to quý nhân, tuy không nhiều lắm nhưng vẫn có. Đặc biệt thiếu nam thiếu nữ, tướng mạo xinh đẹp, nghe nói còn được bán với giá rất cao. Có điều tư lễ giám quản lý rất nghiêm, thám tử của cẩm y vệ trải khắp nơi, chuyện như vậy không đến mức xảy ra thường xuyên. Nhưng khi Bách Lý Lạc với gương mặt quá xinh đẹp xuất hiện ở đây, Tây Lương Mạn lập tức cảm nhận thấy được ánh mắt kinh ngạc từ xung quanh. Nhất là khi Bách Lý Lạc biểu hiện vẻ hồn nhiên không phù hợp với dung mạo thiếu niên của hắn. Thậm chí nàng còn cảm nhận được một vài ánh mắt tham lam xấu xa. Nàng nhếch đôi mắt lạnh, ra hiệu một cái, Liên Công Công hóa trang thành quản gia lập tức khoát tay. Nhóm sưởng vệ tư lễ giám vốn mặc thường phục đi theo xa xa, trực tiếp tiến lên đứng phía sau Tây Lương Mặt. Khí thế trên người nhóm sưởng vệ vốn đã cực kỳ âm u, nay chỉ cần mặt lạnh đứng đó lập tức làm cho người ta hiểu được hai vị nhìn có vẻ giàu có xinh đẹp này không chọc được. Hơn nữa, công tử phú gia thấp hơn tuy không có vẻ mỹ mạo như người vóc dáng cao, nhưng trên gương mặt thanh tú mang theo vẻ nghiêm khắc lạnh giá, chỉ người thượng vị mới có thể làm cho người ta run rẩy. Không ai dám dùng ánh mắt trắng trợn lúc trước để nhìn Bách Lý Lạc nữa. Bách Lý Lạc vặn vẹo hai cái, cuối cùng ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tây Lương Mặt, hết nhìn trái lại nhìn phải, hưng phấn ngắm những con vật xinh đẹp đến từ dị quốc và những người mặc quần áo kỳ lạ. Hầu hết mọi người nở nụ cười thiện ý với thiếu niên xinh đẹp, tỏa ra hơi thở thuần khiết. Cũng không ít người đi lên dùng giọng nói ngọng nghịu giới thiệu con vật hoặc những món đồ của mình, nhưng dù mỉm cười, vẫn không dám mời chào quá mức vì ánh mắt lạnh như băng của Tây Lương Mặt và sự tồn tại của một đám sát tinh phía sau nàng.
Bản thân Bách Lý Lạc thì chơi đùa rất hưng phấn, bởi ngày thường Bách Lý Thanh lo lắng cho sự an toàn của hắn nên chưa bao giờ để hắn ra ngoài, chỉ để hắn ở trong phủ hoặc trong cung. Cho nên một lần ra ngoài hiếm có này, hắn chơi vui đến quên trời đất, gặp chim chóc gì cũng vươn tay ra sờ. Một đường chơi đùa nhìn ngắm như vậy, Tây Liêm Mạt thấy Bách Lý Lạc hưng phấn như một chú chim nhỏ sổ lồng, bỗng có chút chua xót. Thời gian nàng và Bách Lý Thanh làm bạn với Lạc Nhi có vẻ quá ít, cho nên Tây Liêm Mạt không hề keo kiệt, mua tất cả những con vật mà Bách Lý Lạc thích, làm cho nhóm tiểu thương dọc đường vui vẻ ra mặt. Không ngờ công tử tuấn tú này lại là một đại kim chủ. Bách Lý Lạc miệng ngậm hồ lô, trong lòng ôm một vài món đồ chơi giá rẻ. Mà Tiểu Bạch vốn nằm trong lòng hắn đã hưng phấn mở to đôi mắt đậu đen, nhảy lên vào vai Bách Lý Lạc, nhìn ngắm đám chim mái tới từ các nước, còn không ngừng vểnh mông phát ra tiếng kêu cạc 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 cạc, gọi đồng bọn thông đồng. Cảm giác quá hạnh phúc, quá nhiều mỹ nhân dị quốc xinh đẹp. Nếu không có Tây Lương Mạn kéo lông đuôi nó, ném nó cho Bạch Chân, nó đã nhảy lên người một con chim mái xinh đẹp cực lớn rồi. Lái buôn bán con chim mái đó hung tợn trừng mắt với Tiểu Bạch, mà tiếng huyên náo cùng ngoại hình đặc biệt của Tiểu Bạch đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của không ít thương nhân dị quốc và bản địa. Bọn họ đều có ý đồ hỏi lai lịch của Tiểu Bạch. Bạch Chân lắc đầu, loài vẹt như Tiểu Bạch thì có gì lạ đâu. Một thương nhân Đại Tần đầu cuốn khăn kích động dùng tiếng Trung Nguyên lắp bắp nói, đây không phải là vẹt, đây là chim thực, chim thực. Một ông già nhìn có vẻ là người Tây địch thì vừa hút tẩu thuốc vừa trợn mắt khinh bỉ người bên cạnh. Chim thật chim giả cái gì, đây là chim chấm. Đúng đúng, đây là chim chấm hiếm thấy. Thương nhân Đại Tần tiếp tục kích động nói. Tây Lương Mạt liếc nhìn Tiểu Bạch, chim chấm, không thể nào, là loại chim ăn rắn độc toàn thân có độc ấy à? Ông lão Tây địch đó nhìn Tiểu Bạch một cách tham lam. Đúng vậy, chính là con chim thần bí do Phượng Hoàng và Diều Hâu sinh ra trong truyền thuyết, đã mấy trăm năm không ai gặp được, huống chi còn bắt lại thuần dưỡng thế này. Vị đại gia này, ngài mua nó với giá rất cao phải không? Là người ta tặng ta. Người chúng ta còn tưởng rằng nó là con vẹt háo sắc vì quá mức lẳng lơ, cho nên luôn có thể quyến rũ các loài chim khác. Tiểu Bạch nhất thời không hài lòng, hét ầm lên cạc cạc, tỏ vẻ bất mãn và kháng nghị của nó. Vì sao lại dùng những từ ngữ dài như vậy, đáng sợ như vậy để hình dung sự cao quý của ta? Ông đây là thần điểu, là thần điểu. Ông già Tây địch nở nụ cười, xem ra con thần điểu này rất có linh tính, nó nghe hiểu chúng ta đang nói gì. Tây Lương Mạt dương mắt lên, vươn tay xoa túm lông trắng mềm mại trên đầu Tiểu Bạch. Nhưng ta không thấy nó có bất cứ chỗ nào giống với con chim chấm dữ tợn trong truyền thuyết, cũng chưa từng thấy lông của nó có thể độc chết người, chứ đừng nói nó giống với Phượng Hoàng hay Diều Hâu ở chỗ nào. Ông già Tây địch vừa hút thuốc vừa cười cười nói, truyền thuyết mà, sẽ có nhiều chỗ sai lệch. Tây Lương Mạt trầm ngâm nói, có lẽ là vì Phượng Hoàng không muốn cùng Diều Hâu sinh hạ đứa dị dạng này ấy mà. Bách Lý Lạc tò mò mở to mắt, dị dạng là cái gì? Bạch Chân nói, nghe nói kiểu không giống ai như Tiểu Bạch chính là dị dạng. Tiểu Bạch lại lên tiếng kháng nghị cà cà cạc, ông đầy hận chết, đáng ghét các ngươi. Nó cáu giận, trực tiếp đập cánh dẫm lên trán Bạch Chân vài cái, rồi lại muốn dẫm Tay Lương Mặt, cuối cùng ấm ức lắc cái mông béo bay đi trong ánh mắt âm trầm của Tây Lương Mạt. Bách Lý Lạc thấy vậy nhất thời hoảng hốt đuổi theo, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngươi tức giận à, quay lại đi. Tây Lương Mạt không kịp giữ, để cho Bách Lý Lạc chạy ra ngoài, nàng không khỏi nhăn mày đuổi theo, Lạc Nhi, quay lại, đừng chạy lung tung. Địa hình này hơi phức tạp, nếu không cẩn thận để Lạc Nhi đi lạc thì rất phiền toái. Mọi người cũng đuổi sát phía sau, có điều nơi này đường lối tắt léo, còn nhiều tiểu thương bày quán và khách mua hàng, làm cho Tây Lương Mạt không thể thuận lợi đuổi kịp. Nàng nhíu mày, trực tiếp điểm mũi chân bay lên, cầm lấy áo của Bách Lý Lạc, có chút bực bội nói, đã bảo ngươi đừng chạy lung tung, ngươi làm gì vậy? Nàng nhíu mày, trực tiếp điểm mũi chân bay lên, cầm lấy áo của Bách Lý Lạc, có chút bực bội nói, đã bảo ngươi đừng chạy lung tung. Bách Lý Lạc thấy Tiểu Bạch đã bay xa, không khỏi nóng ruột sắp khóc. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nó tức giận, không cần chúng ta nữa. Nói xong lại ngoáy ngó như sâu, muốn dẫy ra khỏi tay Tây Lương Mạt. Gương mặt hắn tuyệt mỹ xuất trần, dù làm hành động như vậy cũng chỉ có vẻ đáng thương, không làm cho người ta thấy khó coi chút nào. Nhưng Tây Lương Mạt rất bất đắc dĩ, tức giận giải thích, Lạc Nhi,
Ngươi muốn bị đánh bàn tay à? Lúc trước đã hứa với ta thế nào? Tiểu Bạch. Nhưng lời dạy dỗ của nàng còn chưa nói xong, một bàn tay xương sẩu đã vươn đến, thô lỗ vỗ lên vai Tây Lương Mặt. Này, thằng nhóc èo lạ, ở chợ mà các ngươi chạy cái gì? Đập nát đồ của ta rồi, mau đền đi. Bởi Tây Lương Mặt đột nhiên dùng khinh công, nên nhóm sưởng vệ phía sau không theo kịp, cho nên mới có kẻ không biết sợ đi lên gây chuyện với Tây Lương Mặt. Tây Lương Mặt xoay người, thấy xung quanh đã vây xem một đám đàn ông lực lưỡng từ lúc nào. Người nào người nấy cao hơn nàng ít nhất nửa cái đầu, da đen bóng như sắt. Mặc áo da ngắn, người hách hách thường mặc, mũi và lỗ tai xỏ khuyên vàng ròng. Tây Lương Mặt hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua những thứ bị đụng đổ trên mặt đất, quả là mấy món hàng hóa. Nàng cũng không định ỷ thế bức người, dịu sắc mặt thản nhiên nói, bao nhiêu tiền, các ngươi nói giá đi. Đám đại hán hách hách nhìn Tây Lương Mặt, bỗng cười hắc hắc. Trong tiếng cười có một loại dâm ô làm cho người ta ghê tởm. Mấy thứ này là bảo bối chúng ta lăn xuống nước, tìm và lấy được ở chỗ người phương Tây, chỉ sợ các ngươi đến không nổi thôi. Tây Lương Mạn nhìn nụ cười ghê tởm của bọn chúng lại nhạt nói, à, vậy các ngươi muốn chúng ta đền gì để đến đây? Đại hán hách hách cười lạnh vài tiếng, bỗng vươn tay chụp về phía bả vai nàng. Được lắm, là ngươi nói đấy, hách hách chúng ta thiếu nhất nữ nhân và nam nhân xinh đẹp, bắt các người lại nhất định có thể bán được giá cao. Tây Lương Mặt tức khắc lùi về sau, hất móng vuốt của đối phương ra, đồng thời mắt lóe lên tia sáng lạnh, hai ngón tay chọc thẳng về phía lòng bàn tay của tên kia. Người kia kêu thảm một tiếng, ôm lấy bàn tay bị chọc trúng hai lỗ của mình mà kêu rên. Đồng thời đám đại hán còn lại biết tình hình không tốt, ngược lại ra tay với Bách Lý Lạc, làm Bách Lý Lạc sợ đến mức mặt mày tái nhợt. Sắc mặt Tây Lương Mặt lạnh xuống, vươn tay ra cầm lấy tay hắn, che hắn ở phía sau, trốn sau lưng tỉ tỉ. Sau đó nàng rũ thanh kiếm trong tay áo ra, không chút khách khí một kiếm gọt cái mũi của đám đại hán trước mắt. Ngay kiếm tiếp theo, hất tay lên, kiếm xuyên qua nách, cắm thẳng vào dưới bụng ba tấc của gã phía sau giống như sau gáy có mắt, làm cho gã người Tây địch gào lên đau đớn. Khóe môi Tây Lương Mặt nhếch lên một nụ cười lạnh, điểm mũi chân bạch hạc lên trời, trực tiếp đá văng gã cao to đó, trường kiếm trong tay không ngừng, một đường kiếm lại rạch về phía ngực của hai gã đại hán đang nhào tới với vẻ mặt dữ tợn, máu tươi văng khắp nơi. Hai gã che ngực trợn trừng mắt không dám tin rồi ầm ầm ngã xuống đất. Người xung quanh sợ hãi mở to mắt, tiếng thép chói tai bỗng nổi lên bốn phía. Giết người, chết người rồi, chạy mau. Trong đám người chật chội vang lên các loại tiếng hô cào vút. Tiểu thương và khách thương chật chội xô lấn, muốn thoát khỏi hiện trường hung án đáng sợ này. Trong đám đông, ai biết nạn nhân tiếp theo có phải là mình hay không? Công tử nhìn thì có vẻ mi thanh mục tú, trói gà không chặt, thì ra lại là một người ra tay rất tàn nhẫn như thế. Tây Lương Mạt nhăn mày nhìn đám người tứ phía, trong lòng thầm thở dài, xem ra hôm nay cuộc dạo chợ không thành rồi. Rồi ánh mắt nàng lạnh nhạt liếc qua đám người đàn ông hách hách bị thủ đoạn của nàng dọa sợ ngây người, khóe môi nhếch lên một độ cong khinh miệt. Sau đó xoay người nhìn về phía Bách Lý Lạc ở phía sau, dịu dàng nói, Lạc Nhi không sao chứ, có sợ không? Bách Lý Lạc trốn phía sau Tây Lương Mặt, hai tay nắm chặt vạt áo sau của nàng, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy còn cố gắng lắc đầu. Có tỷ tỷ ở đây, Lạc Nhi không sợ người xấu. Tây Lương Mặt xoa đầu hắn, cười bất đắc dĩ. Xem ra lời Thanh Nhi nói là đúng. Nàng có phần hiểu vì sao Bách Lý Thanh không muốn để Bách Lý Lạc ra ngoài dạo phố giải buồn. Một đứa bé xinh đẹp nhường này lại không có lòng đề phòng người khác. Cho dù hắn không gây chuyện cũng có chuyện tự động tìm tới. Huống hồ tính cách hắn hiếu động, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ xảy ra chuyện. Người hách hách vốn hung hãn không sợ chết, nhưng người hách hách lại có một loại kính nể trời sinh với kẻ mạnh hơn, giống như đàn sói trời sinh sẽ thần phục con sói mạnh nhất. Nay bọn họ thấy một công tử yếu đuối như Tây Lương Mặt lại ra tay tàn nhẫn đến vậy, thoáng chốc đã lấy mạng của ba người bọn họ, cho nên mới bị kinh sợ. Nhưng biểu hiện khinh thường, thậm chí hoàn toàn không để bọn họ vào mắt của Tây Lương Mặt, cũng hoàn toàn chọc giận người hách hách. Tính cách mãnh liệt trong máu bọn họ bị kích thích, trong mắt trừng to như chuông đồng, nổi giận gầm lên một tiếng. Không biết từ đâu chui ra thêm mười mấy người hách hách, cũng cao lớn như vậy. Giống bầy sói nghe được tiếng hú của thủ lĩnh, mang theo loan đao rất to lao tới, nháy mắt đã bao vây Tây Lương Mạt và Bách Lý Lạc. Nam nhân này giết dũng sĩ của chúng ta, coi rẻ vũ dũng của chúng ta, cắt đầu hắn, xé bụng hắn, ăn thịt hắn, báo thù cho dũng sĩ của chúng ta.
Một gã hách hách bị Tây Lương Mạt đâm bị thương bả vai, có vẻ là đầu mục của nhóm tiểu thương Vân Du tứ phương này. Gã hét lên với vẻ mặt dữ tợn. Tây Lương Mạt không buồn dương mắt, vươn tay vuốt lọn tóc rối của Bách Lý Lạc ra sau tai, xì một tiếng khinh miệt. Vậy để xem các ngươi ăn ta, hay ta lấy ra các ngươi làm thành chống trận hòa mỹ đây. Tây Lương Mạt đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, tay nhuốm không ít máu tươi. Đối mặt với trường hợp này hoàn toàn có thể bình tĩnh ung dung, không có một chút hoảng sợ. Ngược lại, hơi thở khát máu lạnh lẽo tỏa ra trên người nàng làm cho người hách hách cảnh giác. Tiểu Bạch không biết đã bay về từ lúc nào, ngồi xổm trên cành cây, đôi mắt đậu đen khinh miệt trào phúng nhìn tình hình bên dưới. Ai nha, lại có bầy sói ngu xuẩn chạy tới địa bàn của hồ ly tinh ngàn năm giường oai nữa kìa. Không biết lão hồ ly ngàn năm kia trông thấy sẽ thế nào. Có một điều Tiểu Bạch có thể khẳng định là trường hợp nhỏ như mỗi này đương nhiên không cần tôn thần điểu của nó ra mặt. Nó chỉ cần xem trò hay là được rồi. Bởi vì chủ tử, Mị Tinh và Mị Lục đã cầm trường kiếm loan đao trong tay, vây Tây Lương Mạt và Bách Lý Lạc ở giữa. Còn Liên Công Công thì đã dẫn nhóm sưởng vệ của Tư Lễ Giám hoàn toàn bao vây xung quanh, dùng thời gian ngắn nhất, hiệu quả nhất, cao nhất, dọn ra một mảnh đất trống rộng để tiện ra tay. Tây Lương Mạt vừa lấy khăn tay ra che đôi mắt hoang mang của Bách Lý Lạc, vừa lạnh nhạt nói: lát nữa ra tay sạch sẽ một chút. Bọn chúng dùng loan đao cũng muốn làm cho đám băn rợ này mở rộng tầm mắt về cách dùng thật sự của loan đao quỷ quân. Mị Tinh ngoại trừ những kỹ năng học được ở Mị Bộ, sau này vì Tây Lương Mạt không muốn điều động thêm hộ vệ từ lục bộ vốn đã ít người, mà đám Francis lại luôn lo lắng, cho nên gọi Mị Tinh từ lục bộ tới để tinh tiến võ nghệ một thời gian. Trong số vũ khí tiêu chuẩn của quỷ quân có một thứ gọi là loan đao. Mị Tinh đương nhiên mong chờ còn không được. Theo quỷ quân học võ nghệ như đói khát, nay kỹ thuật dùng loan đao tuy chưa được xuất thần nhập hóa như người của quỷ quân, nhưng đã có lực sát thương rất lớn, cực kỳ linh hoạt. Hiện giờ là lúc để nàng luyện tập. Nàng nở nụ cười lạnh như băng nói: vâng. Trên cổ tay bị chặt đứt của nàng là một thanh loan đao đặc chế. Loan đao rất sắc bén, ánh lên tia sáng xanh dưới ánh nắng lạnh lẽo dị thường, làm cho người ta không rét mà run. Đám hách hách cao lớn lực lưỡng như trâu cũng không rõ vì sao người xung quanh đã đi sạch mà đám Liên Công Công lại chỉ vây không đánh. Điều này làm cho bọn chúng tưởng người của Tây Lương Mạt đang sợ hãi, cho nên càng thêm kiêu ngạo. Bọn chúng hung tợn trừng mắt với Tây Lương Mạt. Tên đầu lĩnh hét lớn một tiếng, vài tên đại hán còn cao lớn hơn cả Mị Lục nhào tới. Loan đao trên tay Mị Tinh run lên, loan đao rời khỏi cổ tay của nàng bay ra ngoài. Người hách hách làm sao ngờ được có người sẽ phóng đao về phía kẻ địch. Dũng sĩ hách hách nghênh chiến khinh miệt nghiêng đầu, trực tiếp dùng loan đao sở trường tính đánh bay thanh loan đao đó. Không ngờ thanh loan đao tuy đã bị đánh bay lại đột ngột quay ngược lại trong lúc hắn quay đầu chuẩn bị chém giết Tây Lương Mạt và Bách Lý Lạc, hơn nữa còn trực tiếp dạo một vòng trên cổ người hách hách đó. Chỉ trong chốc lát, máu tươi phun trào, một cái đầu bay lên. Khi người hách hách còn chưa kịp phản ứng, Mị Tinh đã tỏa ra sát khí, cổ tay chuyển động, thanh loan đao nhuốm máu lập tức cuốn lên cổ một đại hán hách hách khác. Hắn trợn ngược mắt, muốn kéo thanh loan đao theo bản năng, nhưng vì hắn kéo như vậy nên thanh loan đao trực tiếp cắt đứt ngón tay hắn. Hắn còn chưa kịp kêu thảm thì đã trông thấy đầu mình bay lên trời. Trong chớp mắt ngắn ngủi như thế, hai người hách hách lực lưỡng như hổ đã mất mạng, nhưng vẫn không khiến đám người hách hách học được bài học. Bọn chúng đã quen cuộc sống sáng sống chiều chết, săn mồi cùng bầy sói ăn thịt người. Màu đỏ của máu chỉ kích thích sự ngoan cố trong bọn họ. Sau khi hoảng sợ qua đi, lại tiếp tục bất chấp vọt lên. Đôi mắt lộ ra bên ngoài khăn che mặt của Mị Tinh hiện lên một tia lạnh lùng khinh miệt, đang định ra tay để đã thấy một đại hán hách hách đập tới. Gã cứng đờ một giây, rồi thân thể đứt thành hai đoạn từ phần eo, mà nửa người trên của hắn kèm theo dạ dày đầy máu rơi ầm xuống đất, lộ ra dáng người mảnh khảnh như thiếu niên của Mị Lục ở phía sau. Hắn không chút biểu cảm, nhìn đống máu thịt đó một cái, thân mình chuyển động như ma quỷ, lại lướt tới bên cạnh một người hách hách khác. Động tác của hắn cực nhẹ, không mạnh mẽ như Mị Tinh, nhưng thủ đoạn lại càng tàn nhẫn. Những người hách hách bị Mị Lục đến gần càng ngày càng bị chặt nhỏ, từ hai đoạn, ba đoạn đến 4, 5, 6 đoạn. Mỗi một đoạn gần như đã được đo lường trước, chặt thân thể người thành những đống khối thịt bằng nhau. Thân hình như thiếu niên, vị thành niên lại có sức mạnh đáng sợ và tâm tính bình tĩnh tàn khốc. Nhất là từ sau khi Bạch Ngọc bỏ đi, hắn càng trở nên im lặng và lạnh lùng. Cho dù chính là người hách hách cũng có thói quen ăn thịt người, nhưng vẫn bị cách giết hại tàn nhẫn
đến khiến cho người ta giận sôi của chiếc máy chặt thịt này, làm cho sợ đến ngây người. Còn Mỹ Tinh thì yên lặng hướng mày, loan đao trong tay lại giả hoạt, cắt đứt đầu một người khách khác. Nàng không hề băn khoăn khi kỹ thuật giết người của mình không sánh bằng với đám cường giả ở Mỹ Bộ. Bọn họ hoảng sợ nhìn đồng bọn của mình, người thì máu thịt bay tứ tung, người thì rơi đầu xuống đất, trong tay của thiếu nữ cụt một tay, và thiếu niên áo đen kia, từ thế thượng phong ban đầu, nháy mắt rơi xuống thế hạ phong, để người ta đổ sát. Đồng thời, bọn họ dường như cũng hiểu được rằng tại sao ông lão quản gia của nhà phú quý lại dẫn gia đình đứng yên bất động, không phải vì bọn họ sợ hãi, mà là bọn họ đang đề phòng có người lại liều chết xông vào, cũng vì trong vòng tròn này hoàn toàn không cần đến bọn họ ra tay. Tiếng kêu thê thảm, tiếng rên thảm thiết vang lên khắp nơi. Khu chợ vốn náo nhiệt này ngay cả người xem náo nhiệt cũng không có. Khi Mỹ Tinh lấy đầu người đầu tiên, Tây Lương Mạt đã dùng khăn tay che mắt Bách Lý Lạc, đồng thời bình tĩnh rất giọng trách cứ Bách Lý Lạc, như hoàn toàn không thấy cảnh giết chóc bên cạnh. Ngươi nhìn xem, nếu ngươi không chạy lung tung thì làm sao có những điều phiền toái này. Linh tỷ tỷ, rốt cuộc là tiếng gì thế? Lạc Nhi sợ. Sắc mặt Bách Lý Lạc hoảng hốt, bị che mắt, trông vừa bất lực vừa đáng thương, giống như một con thỏ trắng hoảng sợ níu chặt lấy cánh tay Tây Lương Mạt. Nếu không vì hắn rất cao, có lẽ hắn đã trực tiếp chui vào trong lòng Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt săn sóc kéo hắn đứng xa một chút, miễn cho có máu dính lên người Bách Lý Lạc, đồng thời nhẹ giọng trấn an. Không có việc gì, tất cả đều rất ổn, ngươi đừng lo lắng cũng đừng sợ hãi. Đó là một đám sói hoang hách hách không biết điều, nhảy ra khỏi lồng sắt dương oai mà thôi. Nay người của tỷ tỷ đã đuổi bọn chúng tới chỗ bọn chúng nên ở rồi, miễn cho chướng mắt chúng ta, gây nguy hiểm cho những động vật khác. Bách Lý Lạc hoài nghi lẩm bẩm, sói hoang, tỷ tỷ cẩn thận, đừng để bị thương, chúng nó rất lợi hại đấy. Tây Lương Mạt nhìn gương mặt mềm mại của Bách Lý Lạc, trong lòng than khẽ một tiếng, sau đó thản nhiên mỉm cười. Được. Nàng chỉ sai người lấy mạng đám sói dương oai này, không định làm chúng nó bị thương. Dù sao sói hoang, nếu không một kích lấy mạng, chúng nó sẽ không ngừng gây phiền phức. Có điều vì Lạc Nhi tâm tính ngây thơ, cho nên đặc biệt nhạy cảm với giết chóc máu tanh, cho nên dù nàng an ủi như vậy, thân thể hắn vẫn không tự chủ được mà run lên. Sau đó nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Bách Lý Lạc trấn an hắn. Trong cảnh tượng giết chóc này, một công tử trẻ tuổi nhã nhặn đứng giữa nơi máu tanh không coi ai ra gì, mặc kệ máu me bay xung quanh, tiếng rên rỉ kêu lên khắp nơi, hắn lại chỉ nhẹ giọng an ủi thiếu niên cao gầy, xinh đẹp, không tưởng tượng nổi bên cạnh. Hình ảnh dịu dàng lại máu me như vậy nhìn rất dị thường, cổ quái đến mức làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Cho nên rất nhiều năm sau, trong ngõ nhỏ Thượng Kinh, dân chúng còn lưu truyền một truyền thuyết cổ quái. Năm nọ tháng nọ, có tu la đến từ dị thế, dẫn theo quỷ ăn thịt đại khai sát giới, ăn thịt toàn bộ người hách hách hung hãn. Mà ngay khi tất cả đến hồi kết thúc, chỉ còn lại 2-3 tên hách hách muốn chạy trốn, lại bị Liên Công Công dẫn nhóm sưởng vệ ép quay về trong vòng tàn sát. Tây Lương Mạt bỗng giơ tay, Mỹ Tinh và Mỹ Lục lập tức dừng tay, không ra tay với mấy đại hán hách hách toàn thân thương tích đó nữa, để lại người hách hách run rẩy, hoảng sợ, quỳ dưới đất xin tha. Thả mạng, chúng ta không dám nữa. Tây Lương Mạt lãnh đạm nhìn bọn họ, rốt cuộc, ai sai các ngươi làm chuyện này? Không có, không ai sai chúng ta làm, chúng ta thấy người một nhà bị bắt nạt nên mới. Một người hách hách bị chặt đứt một cánh tay hoảng sợ trợn trừng mắt, lập tức lớn tiếng phủ nhận. Thật không, sói hoàng hách hách, ta nghĩ các ngươi biết ta không được kiên nhẫn cho lắm. Nếu các ngươi không muốn nói thật, chúng ta không ngại dùng ra các ngươi làm chống thử xem hiệu quả thế nào. Nói mới nhớ, ta còn chưa từng tận mắt xem lột da đâu. Tây Lương Mạn ngắt lời gã hách hách kia, nàng không có hứng thú nghe bọn chúng cãi cọ. Nàng cũng chưa ngốc đến mức, ngay cả lần tập kích này có dự mưu cũng không nhận ra. Người hách hách dù kích động cũng sẽ không gây chuyện ồn ào như thế này ở ngay giữa Thượng Kinh. Hơn nữa, vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị mới tới. Chỉ e, ngay khi bọn họ ra khỏi cửa đã bị đám hách hách này theo dõi. Cho nên lúc trước, nàng không ngăn cản Mỹ Tinh và Mỹ Lục ra tay, vì nàng cần tạo áp lực cho đàn sói ngu xuẩn này. Người hách hách còn chưa nói gì, Tây Lương Mạn đã nghe thấy một giọng cười quái dị vang lên trên không trung. Nhà đầu nhà ngươi, quả nhiên là ngoan độc. Tây Lương Mạn nghe vậy nhanh chóng nâng tầm mắt, phát hiện trong không trung xuất hiện một ông lão từ khi nào. Nhìn dung mạo gầy gò kia mới nhận ra chính là ông già đã nói chuyện với nàng và Bách Lý Lạc lúc trước. Thấy ông già này xuất hiện ở đây, không chỉ Tây Lương Mạt, ngay cả Liên Công Công cùng đám sưởng vệ cũng xanh mặt. Bọn họ rõ ràng đã vây quanh nơi này, sao có thể có người lọt qua bọn họ vượt chui vào được. Hơn nữa quái dị nhất là
Thậm chí không ai nhìn thấy ông lão này vào bằng cách nào. Ông ta giống như hiện ra từ không khí. Chính loại bất ngờ này chỉ sợ là rất nguy hiểm. Bởi điều này có ý nghĩa khinh công của ông già đã đến cực đỉnh. Tây Lương Mạn nhíu mắt nhìn ông già, sau đó khách khí nói: "Ông lão, chúng ta là người của Tư Lễ Giám, hiện đang xử lý một ít quân cơ mật vụ, phiền ngài rời đi. Nếu ngài bằng lòng, sau khi xử lý xong nơi này, cùng ta về Tư Lễ Giám uống chén trà được không?" Ánh mắt đục ngầu của ông lão nhìn Tây Lương Mạt chằm chằm, nở nụ cười vừa khinh miệt vừa cổ quái. Tư Lễ Giám là cái thá gì? Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhà đầu ngươi còn muốn lấy cái này đến đè người à? Đúng là một nhà đầu ti vị. Tây Lương Mạt thản nhiên nhìn ông ta. Vậy ngài muốn thế nào? Xem ra ông già này là địch, không phải bạn. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Chỉ không biết lai lịch của ông ta thế nào. Đây cũng là nghi hoặc của mọi người. Tất cả mọi người cảnh giác rút kiếm ra, còn Mị Lục và Mị Tinh đã hoàn toàn không có vẻ khinh thường. Như xé một món đồ chơi lúc trước, toàn thân căng cứng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ông già kia. Bọn họ đã nhìn giết chóc quen, giết người quen, trực giác của sát thủ trở nên rất nhạy cảm. Có thể ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mục tiêu, đồng thời ngửi được mùi vị nguy hiểm trên người mục tiêu này. Hờ, ta không muốn thế nào, ta chỉ cảm thấy nhà đầu ngươi cũng giống như mẹ ngươi, không phải người tốt. Lại không biết làm sao mê hoặc một đám ngu ngốc. Nay xem nhà đầu nhà ngươi cũng biết dụ dỗ con trà trộn vào cả Tư Lễ Giám. Vẻ mặt ông lão u ám, trên người phát ra hơi thở mù mịt gần như tử khí, phiêu tán ra như có hình, làm cho Tây Lương Mạn cảm thấy có chút quen thuộc. Ông... Nàng đang định nói chuyện thì ông lão trước mặt bỗng gây khó dễ. Thân thể ông ta bay lên trong một tư thế quỷ dị, một trường đánh úp về phía Tây Lương Mạn và Bách Lý Lạc. Người dùng khinh công đều có một động tác bật lên, ngay cả ma công cao cường như Bách Lý Thành cũng vậy. Nhưng hiển nhiên, ông lão trước mặt đã vượt qua phạm vi hiểu biết của mọi người. Còn Mị Lục thì lập tức giơ tay nghênh chiến. Nhưng ngay sau đó, Tây Lương Mạt chợt nghe Mị Lục phát ra một tiếng kêu đau đớn, toàn thân bay ra, còn trực tiếp đập vào người Mị Tinh, đụng Mị Tinh ngã. Còn trưởng lực của ông lão trong chớp mắt đã đến ngay trán Tây Lương Mạt. Trong tay, Tây Lương Mạt đã sớm giấu kiếm, đâm thẳng về phía ông già. Thế nhưng kiếm lại bỗng chốc vỡ vụn. Tây Lương Mạt giật mình, nàng thậm chí còn nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của ông già. Nhưng ngay sau đó, thân kiếm vỡ vụn bỗng nhiên tản ra một làn khói tím vun về phía ông lão. Đôi mắt âm trầm của ông lão hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó ông ta nở nụ cười. Nhà đầu thối, cũng có tài đấy nhỉ? Nhưng chỉ một lát, Tây Lương Mạt bỗng thấy thân thể mềm nhũn, mất đi ý thức. Thậm chí nàng còn không biết ông lão đã làm cái gì, chỉ cảm thấy mình bị ông lão khiêng lên vai, Bách Lý Lạc cũng vậy. Ông lão cổ quái khiêng bọn họ lên rồi chạy. Âm thanh cuối cùng nàng nghe được là Liên Công Công điên cuồng giống lên một tiếng. Tây Lương Mạt cũng không biết mình bị mang đi đâu, trong hỗn loạn. Một lát sau đã bị người ta để xuống một góc, nàng nằm trên đất, thấy ông lão âm u nhìn nàng chằm chằm. Nhà đầu thối ngoan độc, nếu không vì giết ngươi còn phải giải thích với hai thằng nhóc kia, hôm nay lão phu đã lấy đầu ngươi rồi. Tây Lương Mạt cảm thấy trạng thái của mình vô cùng kỳ quái, trước mắt nàng mơ mơ hồ hồ, ý thức mê muội, trong người không còn chút sức lực, nhưng lạ là vẫn nghe thấy ông lão nói chuyện. Sau đó ông lão lại nâng cằm nàng lên, âm trầm nói, nhìn gương mặt coi như xinh đẹp, nhưng còn kém xa mấy đứa cháu nhỏ của ta, lão sẽ không cho người cơ hội hại cháu ta giống mẫu thân nhân tiện nhân của người đâu. Nếu thông minh thì sau khi tỉnh lại tự mình cút đi, cút càng xa càng tốt, chạy về sa mạc quỷ quân của ngươi đi. Người khác sợ quỷ quân của ngươi, nhưng lão thì không. Thiên hạ này còn chưa có ai khiến lão sợ. Nếu để lão trông thấy ngươi lần nữa, nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã làm người. Nói xong, ông lão cười lạnh vài tiếng, vươn tay điểm huyệt Bách Lý Lạc, khiêng hắn lên vai xoay người bỏ đi. Tây Lương Mạt chỉ có thể bất lực nhìn ông ta khiêng Bách Lý Lạc đi thẳng. Khăn trên mắt Bách Lý Lạc đã rơi xuống. Lúc này, đang đỏ hồng đôi mắt, hoảng sợ và lo lắng nhìn Tây Lương Mạt, lại không có cách gì. Đến khi bóng dáng ông lão biến mất bên ngoài ngõ nhỏ, Tây Lương Mạt chỉ có thể cố gắng đánh giá bốn phía, nhận ra đây là một ngõ nhỏ bình thường, xếp đầy đồ cũ, xem ra đã bị bỏ hoang từ lâu, không có người ở. Nàng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất, ông lão kia cũng không trực tiếp ném nàng vào xóm cô đầu, nếu không chỉ sợ nàng sẽ... Nhưng mà, nàng thầm cười khổ, tình hình thế này rốt cuộc phải làm sao? Ông lão này rất lợi hại, chỉ hy vọng khi ông ta ném nàng ở đây không có kẻ thù nào trông thấy. Chỉ hy vọng nàng có thể nhanh chóng tỉnh táo lại, nếu không... Còn chưa có nếu không? Trước mắt Tây Lương Mạn đã dần dần mơ hồ, không nhìn rõ trước mặt,
hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Hết chương 24, hết tập 82. Lúc này thì đã xuất hiện một nhân vật mới, một ông lão người Tây Địch đã xuất hiện và bắt cóc Tây Lương Mạt cũng như là Bách Lý Lạc ngay trước mắt của nhóm sát thần mị bộ và tư lễ giám. Ông lão này thì có võ công cực cao và qua cách nói chuyện thì có vẻ như ông có quan hệ và có biết Bách Lý Thanh và Bách Lý Lạc. Vậy thì ông lão thần bí này là ai? Thì chúng ta sẽ được biết ở trong tập 83 được phát sóng vào sáng ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.